hiện nghị quyết số 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2019 về cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm định hướng đến năm 2025. Công ty TCA là tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, chứng chỉ quỹ và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Với tầm nhìn và sứ mệnh của công ty cổ phần TCA, hướng tới 100% người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe và an toàn tài chính, trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi có nhu cầu tìm hiểu và tham gia bảo hiểm nhờ chất lượng tư vấn cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng vượt trội. Mạng lưới hoạt động của TCA hiện nay đã phát triển trên khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, gồm các văn phòng chính thức, các trung tâm hỗ trợ bồi thường, đặc biệt là các điểm tiếp nhận bồi thường đã có mặt ở các xã và đi vào hoạt động để giúp đỡ miễn phí cho khách hàng toàn ngành bảo hiểm về lĩnh vực bảo hiểm và hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm bảo hiểm miễn phí cho nhân dân. Đến với điểm tiếp nhận bồi thường và trung tâm hỗ trợ bồi thường của chúng tôi, quý vị sẽ được giải đáp thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ tư vấn pháp lý liên quan đến bồi thường miễn phí, hỗ trợ tư vấn về các loại hình bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ những trường hợp bị từ chối bảo hiểm miễn phí. Với khẩu hiệu hỗ trợ siêu nhanh bồi thường sát cánh, TCA đã có mặt khắp mọi nơi để hỗ trợ khách hàng. Hãy đến với điểm tiếp nhận bồi thường và đến với trung tâm hỗ trợ bồi thường của TCA để được phục vụ miễn phí. Đến với điểm tiếp nhận bồi thường và trung tâm hỗ trợ bồi thường của chúng tôi, quý vị sẽ được giải đáp thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ tư vấn pháp lý liên quan đến bồi thường miễn phí, hỗ trợ tư vấn về các loại hình bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ những trường hợp bị từ chối bảo hiểm miễn phí. Với khẩu hiệu hỗ trợ siêu nhanh bồi thường sát cánh, TCA đã có mặt khắp mọi nơi để hỗ trợ khách hàng. Hãy đến với điểm tiếp nhận bồi thường và đến với trung tâm hỗ trợ bồi thường của TCA để được phục vụ miễn phí. Thực hiện nghị quyết số 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2019 về cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm định hướng đến năm 2025. Công ty TCA là tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, chứng chỉ quỹ và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Với tầm nhìn và sứ mệnh của công ty cổ phần TCA, hướng tới 100% người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe và an toàn tài chính, trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi có nhu cầu tìm hiểu và tham gia bảo hiểm nhờ chất lượng tư vấn cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng vượt trội. Mạng lưới hoạt động của TCA hiện nay đã phát triển trên khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, gồm các văn phòng chính thức, các trung tâm hỗ trợ bồi thường, đặc biệt là các điểm tiếp nhận bồi thường đã có mặt ở các xã và đi vào hoạt động để giúp đỡ miễn phí cho khách hàng toàn ngành bảo hiểm về lĩnh vực bảo hiểm và hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm bảo hiểm miễn phí cho nhân dân. Đến với điểm tiếp nhận bồi thường và trung tâm hỗ trợ bồi thường của chúng tôi, quý vị sẽ được giải đáp thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ tư vấn pháp lý liên quan đến bồi thường miễn phí, hỗ trợ tư vấn về các loại hình bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ những trường hợp bị từ chối bảo hiểm miễn phí. Với khẩu hiệu hỗ trợ siêu nhanh bồi thường sát cánh, TCA đã có mặt khắp mọi nơi để hỗ trợ khách hàng. Hãy đến với điểm tiếp nhận bồi thường và đến với trung tâm hỗ trợ bồi thường của TCA để được phục vụ miễn phí. Đến với điểm tiếp nhận bồi thường và trung tâm hỗ trợ bồi thường của chúng tôi, quý vị sẽ được giải đáp thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ tư vấn pháp lý liên quan đến bồi thường miễn phí, hỗ trợ tư vấn về các loại hình bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ những trường hợp bị từ chối bảo hiểm miễn phí. Với khẩu hiệu hỗ trợ siêu nhanh bồi thường sát cánh, TCA đã có mặt khắp mọi nơi để hỗ trợ khách hàng. Hãy đến với điểm tiếp nhận bồi thường và đến với trung tâm hỗ trợ bồi thường của TCA để được phục vụ miễn phí.